Campuchia thì bà con đã biết rồi, nhưng mà tại sao trong Thứ Thánh lại nói là qua liền năm nước chặt đàn? Vậy thì ngoài Campuchia ra còn bốn nước nữa nó sẽ gọi là đánh chiếm cái miền bảy núi mình phải không sao? Thì gần đây là nó cũng nói là tình hình thế giới là mình cũng nghe cái này nhiều khi người ta nhà nước ta hỏi rồi mình không có bằng chứng chứ trên đài nói Myanmar, Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia. Đó. Bây giờ Lào nó thiếu nợ Trung Quốc quá ngập đầu rồi, bây giờ Trung Quốc nó mua đất rồi, cũng phải đồng hóa cho nó xây dựng luôn. Campuchia cũng vậy, nó xây dựng sân bay rồi phi trường luôn, rồi cảng ở dưới tàu chiến hạm đội rồi tàu lặn nữa. Bây giờ ai dám rớ động cảng Sinopeo trên đó, trên Campuchia, phi trường Bô Trinh Tông trên. Tôi nghe tôi nhớ chứ mình đâu có đi tới mấy chỗ điểm đó. Cảng dài đó, cảng Công Bông Sôm có dựng tám này, ông ở trên đất miên là ông về dưới Việt Nam là năm 12 tuổi, năm nay ông 61, ông nói tôi con ở Biển Hồ trên, ông ngoại lên trển sống trển, từ đó thẳng lên tới Vịnh Thái Lan nữa là đất Campuchia, nó có cái đảo Phu Công nữa ở ngoài ngang Phú Quốc qua đó, rồi xa nữa là cái hòn Thổ Chu. Hòn Thổ Chu đó anh Tư bữa đó anh không nói chứ ông kể tôi nghe là lúc đó ông mới ba mấy tuổi, ông ở tại hòn Thổ Chu đó là thuộc địa của Campuchia. Việt Nam mình là bộ đội tấn công tiêu diệt mấy ảnh mới chiếm cái hòn Thổ Chu luôn đó. Bây giờ bộ đội đóng là ông mới lên cái đẳng cấp là ông trung úy, bây giờ có cái hình đó, ảnh là cách mạng đó. Sao có nhân viên sao ông trở về Lương Phi trong Ba Chúc rồi ông quy theo Phật giáo Hòa Hảo, chứ đáng lý là ông theo kêu bằng là hiếu nghĩa phải không? Nhưng tại có nhân viên với Phật giáo Hòa Hảo với thầy cho nên nó nở tu cũng hai mấy ba chục năm nay rồi. Tôi lên đó ghé nghỉ đó, chơi đó, ăn uống đó hoài. Còn có cái đệ kia gì Hà Tiên rồi, đệ Hai Cai, đệ là Thiếu Quý, quê ở trên Đa Phước, trên Đa Phước Cần Tiên, cũng cách mạng đó. Ông gì ở Hà Tiên có cái cốc gì ông bán lại chai nữa. Tôi muốn hỏi tìm hiểu mà Vinh biết rõ là trường hợp và lý do nào Vinh theo Phật giáo Hòa Hảo, điều kiện gì nó nói cho mình nắm cái mốc rõ rệt gì đó, nguyên nhân nào phải theo Phật giáo Hòa Hảo, thiếu gì trong đó gần nhất là Hữu Nghĩa, các nhà sư Campuchia nó chùa thiền viện rồi đó, sao không theo lại theo Phật giáo Hòa Hảo làm chi? Thấy cái quyền diệu cơ màu nó tin nói hoài đó. Thầy cũng nói có đâu đó hết trơn rồi, không sai một mãi. Tôi mới tin tưởng đầy đủ rồi bắt đầu mới trở lại ăn chay tu mấy chục năm nay rồi ở đó. Cảm ơn câu đêm. Sau này nó Chư Thánh có nơi qua liền năm nước, chặt đàn qua lộ dân giáo mó càng cầm xong. Cái lộ dân giáo ông bà ông nói qua lộ dân giáo, giáo dân là con kinh, cái lộ dân giáo là cái chợ bây giờ đó, từ dốc két chạy tới một đổi là đụng cái chợ dân giáo mới là Vĩnh Trung, Vĩnh Trung mới là Chi Lăng mới là Nhà Bàn. Nó từ ở Nhà Bàn qua đến cái cua bên đó là tôi để ý hoài đi phải nói là 24 cái số, tôi hỏi gần, từ dốc két Nhà Bàn này nó chợ nè. Mà thầy nói trong miệng thầy nói chưa bằng thay nó lợp đất vậy. Thầy nói đi trên thay không có đi dưới đất được, máu ngập nửa một chân phải không? Năm nước nó tràn như nước dở bờ đó, làm sao mà ngăn trụ nổi. Qua lộ dân giáo, giáo dân thay phơi ngọn cỏ vô căn Phật trời, là mấy người đó không có đạo đức, không có căn với trời, với Phật, với thầy tổ gì đó mới chết. Chứ có căn rồi Phật cứu căn đâu ai hại gì được, chiến tranh giặc giả hải hùng kia mà cũng vẫn sống được.
Thì tiếp theo là đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong đó không sao? Ừ. Cái đó là đổi, đổi hết trơn. Đổi mới đó. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, phong là gió. Đổi năm, đổi tháng, năm cũng đổi, tháng cũng đổi. Thì ông ba đó, năm 12 tháng không nhường như nay, không còn nhường nữa, đổi mới đời thượng quân. Ngày thời ông mọc, đêm trăng sáng lòa, gió thời hai ngọn. Nhật nguyệt xuân thu hai mùa, mùa xuân với mùa thu, không có mùa đông và mùa hạ. Nó nói cho mình rõ ràng để mình tìm hiểu ông ba đó. Nói về nhân sinh quan, về vũ trụ quan của Bửu Sơn Kỳ Hương. Vũ trụ sau này khắp thế giới năm châu, từ Lào hạ xuống tới dưới này, bây giờ nước Lào đó. Và lúc đó thầy sai ông Năm Lửa, ông nào ông đi cắm cái mốc đó, cũng như mà Phật thầy sai Đức Cố đi cắm bốn thẻ đó. Cho nên ba mới giới thiệu từ Lào hạ xuống tới dưới này, tiễn vui Nam Quốc, lời thầy Duy Ngô. Nói phải nắm chắc cái mốc rõ rệt chứ đâu phải nói mờ hồ mờ hồ. Mình nói đời thượng quân thôi, nếu mà thấy được cái cảnh đời này dù giàu cỡ mấy nữa cũng không màng. So với đời thượng quân, lầu đài phố xá đường cực kỳ xinh đẹp, kiển vui người đẹp hơn là cõi tiên. Cõi tiên mà hơn cõi tiên là biết cỡ nào rồi. Đường thì không bụi, ông hai em nói tâm sĩ đó, đường không bụi đâu nằm cũng được hết trơn. Cây thì không gai, cỏ mướt là êm. Đường vô đành vua là lưu ly xa cừ mỏ não, đi tới đâu chiếu rồi nè, tòng bá văn văn, mùi thơm cực kỳ chứ không có cái mùi tanh hôi như bây giờ. Yeah, tiếng Kỳ Hương thơm nứt biên thùy, ông báo nói thơm nứt khắp biên thùy, năm châu bốn biển đều ngửi mùi thơm chung được hết trơn. Tiếng Kỳ Hương thơm nứt biên thùy, vũ châu mai quế mà ly kỳ thất niên, là 7 năm như vậy. Hòa địa nhân hiền thủ, non lịch đài mây với rạng tu mi. Cậu hai cũng có tiên tri là lầu dạng ngốc gì đó không sao? Dở Sơn Tô, ông hai thanh sĩ nói đó, nó thấy muôn nhà nha, không hết muôn nhà đó, lầu dạng nóc, ngước xem mỗi mắt, ngước lên gì nè, ngó hoài mỗi mắt mà không hết. Như giờ mình ngó lên trần mây xanh vậy. Ở hồn không? Lầu tới dạng nóc bây giờ thế giới nào làm được? Chỉ có phép màu tiên Phật. Rồi tới thời kỳ đó là ông hai nói là mẹ đấy con, do thần thông lực, trong phút giây núi nứt rã tan. Phút giây đâu có lâu. Nào ai ngờ giữa chốn rừng quang lại có được đền vàng cát ngọc, chừng mấy núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ văn ngôi, tu hành nắc được thảnh thơi, nghe cha tảo chúa Phật trời chứng cho. Dạ thì ông Sáu ơi, gần đây á thì Miếng Đệ đăng lên á thì bà con người ta cũng thắc mắc, người ta nói rằng lời tiên tri của thầy nó không có xảy ra đâu, rồi những bậc thánh tiên thì chủ yếu là hù dọa con người để cho con người ráng tu làm hiền thôi. Như vậy thì mình đánh chính là như thế nào ông Sáu? Ông Sáu nhắc cái lời tiên tri của thầy con có một vài lời tiên tri nào mà chứng minh không ông Sáu? Nói một lời thôi, ông ba ông nói là coi qua kim cổ, ông ba nói bấy lâu thầy dạy muôn lời chứ không phải một lời, nào chẳng có một lời thôi, khi trời cũng ưng nữa, cho mấy ông khi tới ông trời luôn đó, lời nào mà không có thì thầy nói. Sớm hay muộn, mau hay chậm, lâu hay mau, có hay không, phải tin rằng có một, không có điều nào mà không có, thầy nói. Bất cứ thầy dặn hoài, thầy nói một lời nào tôi nói đều có hết, chưa tới vậy thôi, bây giờ chưa thấy nó thầy tâm tin, thầy nói nó gặn lại cho mình hiểu trong giảng, gặn kết đúc kết một câu. Những việc lạ kỳ này có hay chưa? Chưa là với kẻ chẳng ưa, chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Chứ sao không có, đừng có hoang mang mấy chuyện đó. Thầy
Thầy nói bấy lâu là tôi dạy dỗ, ta dạy dỗ là vì tình thiệt, nói với mấy đồng đạo lớn tôi nói thiệt nha. Thầy nói trong giảng mà thầy còn gặn lại mấy đồng đạo. Mấy ông đừng nghĩ rằng tôi nói không có nói chơi, đừng tưởng rằng Phật Thánh nói chơi. Buông luôn trị lạc theo đời, uổng thay cho kiếp con người dở dang. Kiếp làm con người, kiếp biết tu biết đạo đức. Lời nào không có đâu, tại chưa tới gì. Đinh rằng thầy nói thôi đối với phàm thôi. Thầy đã nói nhiều câu, thầy nói người dương thế chẳng ưa bốc xước. Mình nói không có, nó láo dốc rồi ai ưa. Còn Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Nói cho mình học hiểu, mình so sánh gì đó. Đâu có nói chuyện bốc xước được. Dạ, giống như thầy nói là tam quy ngũ giới là người thường mà còn phải hành theo nên huống chi là Phật đạo mà. Quy thừa tam mô, tam thừa quy mô. Sa môn chỉ những tín đồ, rồi mấy đồng đạo nhiều ông bên nhà sư nói, tôi có nghe cái clip nói ở Sài Gòn đó. Ông Tư thời nay sao ông đem cái pháp hạ đẳng mà trở lại ông lại là nói cho bên nhà sư người ta tu xuất gia rồi lại nếu xuất gia ngủ giới ráng gìn. Tu chân chính mà không hổ tiếng. Cái này là bên đạo Phật chúng tôi là bên nhà sư là áp dụng cho hàng cư sĩ chứ không áp dụng các nhà sư được. Nếu có mặt mấy ông tôi vẫn nói, bởi vì thầy tôi khẳng định biết tâm ý mấy ông làm không nổi, cho nên áp dụng mấy ông cứ hành về ngũ giới tam quy đi. Gìn không được, ngũ giới là phải nó bao trùm xã hội luôn đó. Sát sanh nè, đạo tặc nè, tà dâm nè, ẩm tửu giọng ngữ. Mấy ông nói sơ hở một lời kêu bằng giọng ngôn đó, cũng ghép gì cái tội giọng ngữ nữa. Mấy ông nói giọng cái tâm của ông nghĩ không đúng rồi, nên phê phán lời thầy lời Phật. Nó gọi là đúng gì tội giọng ngữ, chứ không phải đợi nó giọng ngữ nó láo nó dốc mới kể. Nhiều lần thì kết nạp cái tội khó lắm. Mà thời nay đã nói rõ với các nhà sư, tôi cũng không sợ được, vì căn cứ theo cái quy điều giới luật của nhà Phật kinh điển là khó mà tu. Bởi thời kỳ này thầy tôi đã cho biết đó, không có trong giáo lý nhưng nói bằng miệng với các cao đồ của thầy, thầy nói mấy ông nên nhớ rằng tu phải có thời kỳ. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni khác, thời Phật thầy khác, thời bổn sư khác, và thời của tôi đây là khác. Thứ nhất bây giờ phải tu tại gia tại nhà, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Nếu đã chùa xuất gia rồi phải làm cho trọn vẹn mới cứu độ bá gia chúng sanh được. Mấy ông độ mấy ông chưa xong thì cứu ai độ ai được. Nói rõ thầy dạy cho mình ghi nhớ để lúc thầy vắng mặt rồi, cái đó là cái lời châu ngọc để ghi sâu vào cái đạo thầy trò khắc cốn chứ ghi xương đó, mãi mãi nhớ câu lời thầy dạy vậy. Mà thời nay đó hư mẹ luôn. Cái thời nay là phân tích cho mấy nhà sư hay tu thiền nhiều đa số, nhưng cái pháp thiền này đó là trong kinh nó là thiền tông yếu chỉ vô sanh pháp. Mấy ông đắc chứng pháp vô sanh pháp nhẫn tại thế gian như các thiền sư ở bên Trung Quốc, ở bên Ấn Độ. Bây giờ mấy ngài xét kỹ coi, chưa có ông nào đạt thành chứng tại thế là vô sanh pháp nhẫn đây. Còn cái môn tịnh độ đó là tịnh độ sở cầu cực lạc môn. Niệm pháp danh, trì hiệu pháp danh và niệm danh hiệu Phật là được Phật cứu độ. Như chiếc thuyền đi gió xuôi nước xuôi là mau. Còn mấy ông là tu theo cách thiền đó là tôi sẽ nói thêm nữa một câu minh chứng là dư môn học đạo. Mấy ông tu thiền đó như Nghị Tử Đăng Ngư Cao Sơn, niệm Phật giảng sanh như Phong Phàm Du Thượng Tỷ. Dư môn học đạo như Nghị Tử Đăng Ngư Cao Sơn là gì? Như con kiến, mấy ông giác đi, con kiến bò từ dưới chân lên đỉnh núi thôi, mấy ngàn năm lên tới trển, kiến nó bò núi cấm này thôi. Mới tu thiền cỡ đó đó. Nói ông giật mình chứ không phải vừa đâu. Thầy nói tu pháp tịnh đi,
có Phật là kêu bằng là tự lực và tha lực, cũng như mấy ông ví dụ như đi trên chiếc thuyền, tôi nhờ tha lực tôi la lên có người cứu mấy ông, không cần, tôi lội được, mà trong khi tập lội chưa xong thì chết, chết đuối, chết chìm giữa dòng cũng như con kiến. Rồi thứ hai nữa là con mọt, mọt đục từ mắt tre đến tột đỉnh, còn con mọt cũng đục ngang mắt tre, cái nào mau hơn. Nó so pháp thiền và pháp tịnh. Thế cho nên Đức Thầy tôi có nói với ông Quỳnh Hữu Phỉ đó, ông Hương Hào, con mọt nó đục từ mắt tre là tu thiền, chỗ tới đỉnh mới vượt qua đó, mới vượt khỏi tam giới. Còn ông đây nè, ông niệm Phật vượt khỏi tam giới là ông niệm pháp môn trì danh. Nhưng con mọt đục ngang mắt tre, cái nào mau hơn? Ông trả lời tôi nghe coi, thiệt ai không hiểu, ông mà đục chỗ ngang mắt tre nó mau hơn cái kiểu mà đục từ mắt, từ mắt, từ mắt. Tôi mới tiếp kiến với chú Út Kiệt chùa Từ Quang Bình Mỹ nè, chú nói mấy đệ không có tu thiền nổi đâu. Tôi là xuất gia nè, là mấy chục năm trời, năm sáu chục năm, mấy đệ muốn làm thành đạt hành xử được qua nhiều thời kỳ không, hỏi sao chú 1700 công án của thiền á, nó đại khái chữ thiền vậy chứ, phải qua cái công án của thiền qua 1700 cái nấc đó mới đạt tới tận đỉnh. Thì thôi lại đi, chịu thua. Vừa thiền vừa tỉnh là ông Vĩnh Minh thiền sư, người tổ thứ sáu bên Trung Quốc có nói đó, có thiền tông không tịnh độ, dạng người tu dạng người đổ. Có thiền tông là hành pháp thiền đó, không cần tha lực, dạng người tu dạng người đổ, dạng người rớt hết rồi. Còn có tịnh độ không thiền tông là được tha lực đậu hết trơn. Ông Vĩnh Minh thiền sư cũng nói đó. Cho nên các cái vị thiền sư lúc nọ ông lên cái điện nhàn dân mà chú ba cuộc đời tu thúc điểm, sau khi làm thơ ký cho Đức Thầy là chú ở ngoài cồn Tân Trung bây giờ đó, chú đi lên núi cấm là toàn là đi bộ không, chân không, đầu không đội căn nó nữa, áo thì trầm giá nè, trai là trầm giá khiếu, không mặc đồ mới. Bởi vì một khi ông về dưới có anh ba kế bên bạn nè, về Bến Tre ông dạy ông cho đồ tốt, rồi chú ba cho tao hết trơn. đi chân không, tiền gì nó cũng cho tao hết trơn. Thấy cái cuộc đời ông hành đạo, ông nói là chú ba xả phú cầu bần, xả thân mới cầu đạo. Tôi là phú là giàu nhất nhì ở Bến Tre, ông già tôi. Ông nói mày thiệt, con ơi là con, làm nhục cha ăn mặc cũng như kẻ ăn mày. Cha ơi cha, thương ba già ba tánh, thương chúng sanh cũng như Phật thương chúng sanh vậy đó. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo làm son ghi lời. Chú ba mới đi vô đây ghé anh ba nè, anh ba Thà nè, xuống dưới Bắc Hà Diễn dưới Mương Lớn mới lội tắt. Nó qua đò đi lên trên núi Ông Cấm. Thì nó biết rồi, nó tính là Long Châu, tính là bài kế để thu phục chú ba. Nếu chú ba là công nhận một cái rồi là tín đồ Đức Thầy bổn đạo đi theo chú ba hết trơn. Chú ba biết cái quỷ kế nữa. Lại điện nhàn dân thì nó làm hai lúc. Cái lúc ông cọp giả đó ra tới mừng rồi rồi nè, là người mang cái lớp cọp kia, người nào là hào quang trong đó, đó. Thì ông Nguyễn Long Châu ngồi trong đó, đó. Ông làm cảnh giả rồi đó, hào quang điện chớp sáng. Mà nó đồng đạo mình tu trên núi Cấm mấy cái bực lớn, tu trên nhóc mấy chục người lận đó. Người đi theo này có anh hai tên Hai Hảo, ông chết rồi, cũng bạn thân với chú ba ở dưới Dầm Nao á. Mà ông đó nói nghề ông là cũng một mượn chính với chú ba cao quá hấn đó, võ sư đó. Là ông nháy nhau rồi một ông đá một lớp một cọp văng ra hết trơn. Dở lột mặt nạ hết trơn rồi ông quán chú ba rồi ông mới tìm cách tổ chức mới giết. Biết chú ba trở về ở chùa nè, thì đi về ghé ông Nguyễn Đài với ông Nguyễn Đài Ngô Thành Bá đi với thầy ở Tà Lơn đó.
Ông đó tôi kêu dưỡng sáo dưỡng rễ, ông nói chú Ba, chú gì ở chùa nó tìm cách nó giết chú đó. Anh Hai nói sao? Mình theo thầy, anh Hai ơi đâu quý tử tham sanh. Bỏ cái thân này, cái linh hồn cũng theo thầy, thầy cũng vớt cứu độ. Không sợ gì đó ở. Thì một hôm nọ là tôi còn nhớ là ngày 12 tháng 5. 12 rồi tới là rằm tới lễ thầy đó, là ông ở chùa nó. Đêm đó đi cúng chùa vô là ông công phu vừa xong đó, là ông mới lột áo ra, là ông máng lên thì nó biết. Trong đó nó xách cái vỏ xách, xách bông là nó cúng chùa mà. Ai ngờ đâu trong đó có súng, súng nhỏ nữa. Một mặt là nó tính bắn ổng thôi để êm. Mà mấy tướng kia cũng võ sĩ lưng nách không nghe. Nhào lại ôm xiết ba bốn người ổng cởi áo ra thất thế nè. Tướng ổng cũng cao nghe. Tướng chú Ba có thể là vị tướng kỳ hình đó. Là hai bàn tay chú Ba là đứng để khỏi gối đó. Cái miệng rộng gì nè, đút bàn tay vô lọt đó. Thấy vị tướng kỳ hình không, ít người có lắm. Hai bàn tay khỏi đầu gối nè. Thì nó lôi, lúc đó chú Ba xúc cái tóc rồi nó nắm tóc nó lôi. Thì tôi ra tôi coi nghe sáng ngày đó. Thì cái phía dưới hàng rào với chị Gai, cặp cái vách là văn phòng trung ương giáo hội giờ đó. Lôi tuốt ra sao. Là ở phía sau đó là có cái gọi là cái địa vuông. Tại sao mà địa gọi địa vuông là nhận vuông một con đất mà đắp lên cái nền sân chùa. Là chính tôi lúc nọ đó, là tôi là 12 tuổi tôi đi cởi bò đập lúa đó, tôi mới biết cái đó. 70 công đất của chùa Bảy Mẫu nó định cắt lấy thủ cấp chú Ba, nhưng mà còn dính cứng sợi gân này nè. Mà tháng 5 năm đó hả, lúa nó ngã xẹp cũng như hũ lô cán dẹp đép luôn đó. Quyết định cắt lấy thủ cấp chú Ba đâu có được. Tới giờ đó mà ông còn dùng giấy bằng cỡ đó, đó. Không lấy thủ cấp cũng được đó. Chứ phải vừa đâu, ông đâm ông lòi ruột này nè. Cho nên tấn lại cái nhóm về nguồn ở bên Nhầm Sáng Long qua hỏi tôi nói tôi người tuổi nói thiệt chú, tôi nhớ kỹ lắm. Ở đây ông Mười này cũng có một băng cái bằng lúc nọ tri hô lên rồi đó. Là đốt đuốc hồi đó không có đèn điện đèn ấy gì tên. Đốt đuốc lên bó bằng lá dừa nè. Xong chạy đi lớp sách là độc đao gưa xà beng rồi đi theo ra ngoài tiếp ứng là nó bỏ. Nó bỏ đâu có lấy thủ cấp chú Ba được. Thì sau ngày đó dở lẽ đó là mới bắt, nếu ai theo Long Châu ra đầu thú thì cái ông ngay đầu cầu mương bây giờ nè, mương Chính Mi đó, nó để mương bẩn Chính Mi ngoài đó, là ông đó là ông Tư Biện. Tôi nói ghi đó, tấn lợi ghi đó là ông Tư Biện, là ông là làm quan tổng trấn của Long Châu đó. Mới nhỏ đó, tổng trấn một vùng nè, ông tổ chức để giết chú Cao Ba Hấn đó. Ông mới khai thiệt đó. Chứ phải không có đâu. Bởi vì thầy nói là nói như nó cơ, thầy nói ông thư ký sao ông về chuộng nằm chờ tôi. Tưởng đâu theo mình nghĩ thường nằm chờ là ở đó tù hen, nằm nghỉ ngơi đó, ai ngờ chết chôn đó. Mà tôi cấm ông không cho đi đầu này đầu kia. Thầy biết sao không biết. Cấm ông 100 thước đó, xung quanh đó không có đi tới luôn. Mà ông bỏ ông đi lên núi ông cấm trên tu với đồng đạo trên. Ngày ông trở về đó 12 tháng 5 nó bị, nó bắt đầu giết ông đó. Tổ chức sát thủ ông đó. Rồi, cảm ơn. Và sau anh Ba lại nói ngộ là chôn mảnh rồi là cái núm mã nè, đắp lên cái núm cho mà đất á, mà sao bằng rang gì nè, làm như muốn sụp xuống vậy. Theo tôi độ chắc thầy cứu chuyển cái xác cũng như là mấy cái ông ở dưới Cần Thơ đó. Bốn ông ở dưới ông thi sĩ Châu nè, ông Trần Văn Hoành con Năm Lửa nè, với là ông chiến sĩ vô danh nè, ông Bình Thịnh Mậu nè. Nhớ bốn cái ngôi mộ đó đi lỡ bốc cũng có. Là những người hy sinh vì đạo thầy không hen. Em xác thầy nè, con Năm Lửa nè, Nguyễn Xuân Thiếp nè, chiến sĩ vô danh nè, là không có.
cho nên là đâu có bóc cốt. Các cái bực xác đó là chuyển cứu độ hết trơn à, không phải chuyện không có. Cũng như kiểu hồi xưa mình nhắc lại Phật thầy Tây An Tịch đó, là ông Hai Nhu cũng có viết lại đó, là báo với quan rồi đó, quan ở Quỳnh Tấn Mẩm ở dưới An Giang rồi mới lên coi, hồi nào chưa thấy ông Phật cũng chết, lại bốc cốt lên coi, coi cách hình thể ông Phật chết thế nào, bốc lên thấy cái vỏ dừa chứ không, cái vỏ của cái trái dừa mình nè, Phật đã biến thân quá thân được rồi, đừng có hòng. Nói trở lại vấn đề có quan hệ tới Đức Thầy gì là thọ nạn lốc dạng gì đó, lúc hợp với Bửu Vinh nè, rồi bên nay tại nhà Đức Ông bốn tướng lãnh nè, rồi lúc ở dưới kinh Phong Mỹ nè, nó ba chỗ đó tôi đã nắm chắc hết trơn, có người ta kể đó. Ông bạn nói tôi đi với Cao Lãnh kinh Phong Mỹ, tôi bán thạch cao để làm đậu hũ bây giờ nè, là ghé ngay trăn nhà cô Ba Phấn, cô này người đạo Cao Đài ở kinh Phong Mỹ đó, có cầu mát dưới sông nè, thì đêm 25 rạng 26 đó là bộ đội nó nghe thầy nói tôi còn đi nghe ông 10 tỷ theo thầy, cận vệ thầy đó, thì bắt đầu nó lại nó dắt thầy đi, dắt đi bộ kinh Phong Mỹ đi tới nhà cô Ba Phấn, trời vừa hừng thì nghe bộ đội nói là sao, cô Ba bước ra cô hỏi ủa cái người này là đạo giáo chủ đạo Phật giáo Hòa Hảo hay sao, trời mà cô Ba lớn tuổi hơn ông này, cậu này đẹp trai quá, nói với thầy á cũng có tài năng quá ha, thầy để tóc cái dài nè. Thì cô Ba bước ra cái thầy mới nói cô đi chợ phải không cô Ba, cô làm ơn cho tôi gửi 2 đồng bạc, cô mua tôi 2 món đồ, một là cục xà bông, 2 là cái chặn tắm mới, ngỡ rằng đem về cho thầy tắm, thầy thay đồ, nhưng mà cũng thầy cũng đi tắm nữa, xuống dưới thầy là nhúng cái khăn thầy để nằm ở trên cái cầu mát, cô Ba Phấn thầy lấy cục xà bông thầy sạc, anh Chính kể cô Ba thuật lại đó, là sạc cái bọt nào bọt nấy bằng thúng dê thúng dạ nó không có bể, thấy cái màu nhiệm không, theo mình bằng cắn cái cùng tay thôi mà bể, rồi nó kết bè với sông bong bóng đó, đó thầy trên này thầy phóng xuống cái ùng cái bộ đội nó rồi ông Tư ông trốn cái gì rồi hết, nhưng mà thầy đội cái bong bóng như lồng kiến nè, trời nó vỗ tay giữa kinh Phong Mỹ mà sâu gì gì không, đổi như là đội như đội lồng kiến nón lá ở trên vậy nè, rồi thầy mới leo lên thầy làm lần thứ hai nữa, là thầy cũng sạc rồi thầy cũng cho bóng nổi thầy phóng xuống cái ùng nữa cái thầy hỏi thấy tôi không mấy chú bộ đội, mấy chú bộ đội trả lời ông Tư ơi sao tối hù không thấy ông đâu hết từ đó mất luôn, thầy quá thân đó, đó là Phật thì phải chứng tam thân, hiện thân biến thân và quá thân, hiện thân là hợp với Bửu Vinh đó, biến thân ở với quá thân với kinh Phong Mỹ đó, rồi thầy ở đây nè, thầy cũng quá thân thầy đi ngay lúc đó, ngay cái ngày mà thầy thọ nạn bây giờ, rồi kể mỗi chuyện đó thầy cũng đi tiếp theo đó mấy ông kể nữa là thầy đi qua bên Thái Lan á, đâu có đi đâu khác, thầy mới đưa cái ông này là người Việt Nam, ông qua ở Thái Lan mấy chục năm đó. Thì thầy nói đâu thôi bây giờ chú lại tâu với Du Sim mà đó kêu Du Sim, không phải Thái Lan như giờ, nước Sim cho phép tôi truyền giáo truyền đạo trong nước Sim 3 tháng rồi. Thì ông có ông bạn làm quan trong trào đó, tâu xong Du Sim cũng thuận ý rồi. Rồi thầy mới đưa viết bức thơ gửi thăm Đức Ông Đức Bà đó, mang từ ở Sim cũng đi xe đạp về tới Việt Nam mình nè. Mấy ông già có kể chuyện đó, cũng có người nghe người không biết không nghe, thì Đức Ông mới mừng quá mừng rồi,
Đức thầy còn gửi thêm đức ông đức bà. Đức ông mới cho ông này 100 đồng bạc. Trong bạc tiền đó bằng bây giờ mấy chục triệu rồi đó. Đi trở về bên Thái Lan ở tới giờ năm 1947 thầy nhấn mạnh. Đến năm nay là 76 năm. Rồi lấy cái mốc tôi tuổi hợi đó. Thầy vắng mặt tháng 2, tôi sinh tháng 9, 12 tháng 9 năm 1947. Những cái mầu nhiệm sau này, tin tưởng rằng thầy nói cái nào, việc gì cũng đều có dần dần sẽ có y không sai một mảy. Dán tôi ước vọng cái lúc mà thầy về đó là ở một tuần lễ đó, mặc sức mà coi, mặc sức mà ngó, thầy cho coi thấy. Rồi thâu năm chèo đó thầy mới biểu diễn, thầy nói bổ đó là tôi thâu lại là ông hiện thân lại là con rân mã đầu rồng mình ngựa quỳ xuống trước mặt tôi đó, tôi cởi tôi bằng là chạy sáng nước, chạy trên mặt nước thì sáng nước đó con phép mà rồi bay lên không trung là đảo ba vòng đó, mọi người dán tu mà coi đến khi đó còn được cái xác thân mình coi có cái gì bằng. Rồi tôi mới cởi là năm chèo về lập hội Long Hoa dựng bản phong thần, thầy nói rõ rõ tới coi đến khi đó mới là công đồng thưởng phạt cộng lạc tứ phương xem tường bốn biển tái diễn phong thần. Nói cho biết rõ rệt chỉ đó đâu rành rẽ đàng hoàng chứ không phải không có, dần dần sẽ tới thời gian và lẫn không gian. Cái lời thầy nói đó, thời gian rồi không gian nó kế hợp là đầy đủ các yếu tố đó, có đủ cái dự kiện đó trời, không có sai một mảy nào hết. Yeah. Thi cũng đạt thành đó, sau này có 6 chữ chỉ còn mức đó đó, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc đó. Chớ mới tu hành pháp nào làm cái gì cỡ nào sao sao đi cũng khó không bằng pháp môn. Con đường tu tắt sinh tử hải trung đệ nhất niệm Phật, chỉ có pháp môn niệm Phật là vua các pháp môn. 84,000 pháp vào thời kỳ mạt kiếp dễ tu có một môn là niệm 6 chữ A Di đó, các vọng tâm biến mất, một lòng thành niệm Phật đủ sanh về Phật quốc, mọi nghiệp chướng tiêu tan. Cái nào mau hơn? Dạ ông Sáu ơi, cho đệ hỏi một câu ông Sáu, là chặng trình cho biết á, là Bập Bồng Tần Quốc Bập Bồng là nơi chiến địa máu hồng tràn lan, cơn nhị ngũ thư hùng nhiệt quyết, đảo Hoành Sơn tam liệt ngũ phân là như thế nào sao? Tôi hỏi cái vừa hồi sáng cho ông, tôi cũng thắc mắc cái câu đó chưa biết rõ đó. Cái tiếng Campuchia Bập Bồng là ám chỉ Campuchia. Tần Quốc Bập Bồng nó nhồi hai cái chữ đó. Muốn hiểu rõ cái ý nghĩa thế nào cho mình biết, không còn hoài nghi thắc mắc nữa. Ở trên đó là cám thương Tần Quốc như bằng các nước nó bu dành đến lên Nam Giang lửa cháy tưng bừng đó. Thương thầy chú cậu cô áo mết đến chừng đó bò la bò lết là bởi vì nó lên huy động gì đó đặng mà nó phản ứng Việt Nam mình nè, thì giờ trước mắt rồi nghe kinh nghe giảng ông Tứ Thánh Tam Hoàng rồi ông Ba rồi Đức Thầy nó nói đâu còn thiếu ai đâu. Sáu ơi, Đức Thầy mình tiên tri á là khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay là sao không Sáu? Cái đó nói trong bài Phật Thầy tỏ thiên cơ, bây giờ còn giấu chi đâu hay không? Dạ. Yeah. Đến đó không lâu mà chờ phải cái đó không? Dạ. Yeah. Năm dần nhiều chỗ bơ dơ, bước qua năm mẹo như tơ đấu cuộn. Không phải. Cái vậy. Bài...
nó cơ. Cơ cũng như lão cùng đặt lập đặt lờ đó, đặt trên chốn núi. Ủa? Lờ là gì, đặt chốn núi. Dạ. Đang chờ cá vô, cá đâu trên núi rồi vô, chót núi nữa. Nó nói cơ đó, nói cơ về thời cuộc rồi. Sáng tôi dẫn nghỉ thôi. Cuộc biến chuyển nay mai nguyên gặp một hồi này ráng lập cái thân. Dạ. Yeah. Cuộc thế giới chuyển lại như trống, khuyên dân tình hãy lắng mà nghe. Nó giờ nó chuyển lại thay đổi về cái thời cuộc, về chiến cuộc nó như trong trống. Bây giờ dục dục đêm sáng ngày khác, đêm sáng ngày khác thay đổi. Yeah. Mới thiên cơ mỗi phút mỗi thai, thầy cho biết cho hết đó. Phút nào cũng đều thai, thai thai dần dần mới chuyển lại quả địa cầu, đổi lại quả địa cầu khác, cái chu kỳ nó đã hết rồi. Nó hết nhiều người ta không hiểu tới, nó lộ vẻ hạ quân đã hết đời, cũng như nó gần hết tháng 7 nè, nó dốt gì đi, bước qua tháng 8 gần hết cái đời hạ nguyên, có tới cái thời thượng nguyên. Thầy đó cho biết mà nhiều khi không học tới không hiểu, thì nó chờ thiên địa châu nhi phục thủy. Châu nhi phục thủy là giáp dòng trở lại đầu, cái gì chứ thủy là đầu, chứ chung là cuối đó. Thì quả địa cầu trái đất này nó giáp dòng rồi, đổi lại cái quả địa cầu mới. Đời thượng nguyên thánh đức là cái đầu đầu đuôi thượng trung hạ, mình là hạ là cái đuôi chót hết rồi, dứt rồi, bắt đầu trở lại cái đầu mãn là hết rồi. Trời này thứ này đến thứ Minh Dương, cái thứ của Đức Vua Minh Dương, thứ lớp định ngôi phân thứ là thứ lớp màn lớp thứ lớp thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, ví dụ thứ không biết rồi, bởi vì còn mập mờ mà mấy anh đi truyền bá giáo lý ở Trung Mương được quyền nói đọc giảng thầy rồi, nói đâu phải mình dám bằng cái này trắng trợn gì đâu. Thứ lớp nói cái thứ là dốt đi, thứ một, thứ hai, thứ ba, thứ nhất, thứ nhì, cái thứ nó qua thứ hết trơn rồi tới chủ nhật, tới thứ bảy là chủ nhật. Cái đó là gì ai không hiểu là sao, không ai dạy tự mình cũng biết. Thầy ông hai ông nói không ai dạy tự mình cũng biết, biết là thầy nói là thiên cơ nè, số mạng biết tri nè. Thiên cơ là cõi trời mãn chu kỳ hơn hơn rồi, số mạng ai đâu sống 1000 tuổi được đâu, đâu có ai 200 chưa có, mãn hết mức là 100 lẻ mấy thôi, mười mấy thôi. Vì sao chẳng chịu chạy đi cho rồi, chạy đi đâu, chạy đi theo đạo, vô đạo cửa đạo khá giàu quả khỏi lây, muốn đặng công thành nên chánh quả, khổ lao giỏi bước mới ráng theo thầy, chỉ cho đường nói tới nói lui cho hiểu biết rõ. Tu mới hỏi nhiều cái nó hay lắc léo, hỏi tu còn ham không, sao không ham, tại ông Phật Thích Ca không còn ham kìa, nói cái sao ông Phật Thích Ca không ham, bỏ đền đài công điện sao ham gì đâu. Anh cũng bức rứt vậy nha, đây đọc lại giảng thầy thì nó Thích Ca còn phế tước hàm, đài cao cửa rộng mà ham tu hành. Nó nói tu mà không ham tu không khi nào là làm được chứ. Cái gì mình ham mình mới đeo đuổi, mới cố gắng. Cũng ham đi chùa, ham ăn chay, ham niệm Phật, cũng cái ham. Nó ham cái ham của Phật, ham của phàm, ham của người giác ngộ đạo đức khác. Để mấy ông nói tu, nói tới cái ham, mấy ông tự tu hết cái ham rồi. Tu hết ham muốn gì, nghĩ là tuyệt vọng rồi. Không được đổi lại cái ham, chứ không có gì khác hết trơn. Phật dạy trong đó cũng đủ đó. Buồn, vui, cười khóc
cái cách đó là chuyển hóa lại chứ không có gì khác, thì không bỏ mấy cái đó được. Vậy thì thầy cho biết đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha là tại sao mà tới bốn phương mới có giặc không sao? Người bà con mình chạy ở đâu? Ông ba ông nói đến chừng đó là kêu bằng khắp nơi khói lửa mặt mừng đó. Khắp nơi bốn phương có giặc, bốn phương tám hướng không có chỗ nào trống hết trơn á. Bốn phương bát loạn, ông ba mới thượng cờ chiêu an, là chỉ có gì bên đất Kiến An đó mới yên à, chứ không có chỗ nào an được cả. Ông ba mới dựng thượng cờ chiêu an nó về đó để theo đạo đức, con người có hướng đạo đức mới tin, chứ mấy ảnh nói giặc giả vô đó chưa chắc gì an. Phật nói chỗ nào động chỗ Phật thì an đó, ông ba mới ra chiêu an lúc đó, nó không có chỗ an nữa ông. Cứ là còn người ta có đạo nó ham mến nhớ, chỉ có chỗ đó mà hiện tiền là ông Phật trở lại. Trước mắt là Đức Thầy, vừa dương ba mà Đức Thầy cái xác thể y xác cũ đó, Thầy nói với Út Thầy mình về là không an. Có xảy ra thì hỏi Thầy ở đây được an ổn không Thầy? Gì đâu không biết, chuyện đó là dốt quá. Vì Thầy nói là chừng nào Thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bốn tùng phủ che, là hồi đó ông Tam Tạng đi thỉnh kinh là cái tùng nó cũng nghiêng về cái hướng Ấn Độ á. Khi bắt đầu là ông Tam Tạng trở về dần dần tới là cái tùng nghiêng trở lại. Thầy mới ám chỉ chừng nào Thầy lại gia trung trong bổn đạo bốn tùng phủ che, che đỡ những con lành, con có đạo đức, mến đạo đức. Buông lung nó thôi sao trị, thả lỏng nó, khi nào trị nó đi tùm lum, nó phóng túng đầu này đầu nọ, nhà này nhà nọ nhà kia, lục lão dòm ngó. Tôi nói thứ nhất, trước nhất là quý vị nè, tôi nói quý vị lưu ý nè, cơ thể mình là chứa những cái thành phần gọi là đạo tặc. Đạo tặc nó là ai? Là cặp mắt nè, ngó liếc chỗ này chỗ nọ, mắt trông vào những chỗ đê hèn nào được xem cảnh báo đài sen thì viết giảng đó, nghĩa kiến trượt, kiến là thấy, trượt là dơ. Nó không nên nhìn những chỗ không nên nhìn, không nên ngó. Bởi Đức Phật đó là bố thí, có nghĩa là cái đó cũng dùng từ bố thí, nhà Phật gọi đó. Đức Phật bố thí không có nhìn lõa thể của con ma dương, nó lõa thể nó khiêu gợi Phật đó. Phật đâu coi như cái hình nào mà là bố thí đó, đi xin cho mày đó, mày muốn làm kiểu gì đó làm. Phải biết cách hành xử áp dụng từ cái tỉ mỉ cho phải. Nói nữ đừng có hững hờ, tôi đi nhiều nơi giờ đó, chứng kiến ở trong ba chúc ta thành lập, đặc biệt là giới nam đó. Cái phòng của giới nam nè, cái trụ sở của giới nam nè, cái sự học giới nam, sự học giới nữ tiếp xúc thành phần nữ không có trà trộn, trừ khi mà ăn uống là mình kia có sự đông đảo thì ta mới tiếp xúc thôi. Ngăn ngừa cái đó lợi ích cho mình, sơ hở một cái là uổng cái công tu mình. Đâu phải nó cấm, ông bà ông nói Phật đâu cấm cái việc vợ chồng sanh nở, Phật cũng không cấm việc ăn làm. Lòng trời, lòng Phật, lòng phàm khác nhau là chỗ đó, nam nữ
nữ nam muốn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh, ngày sau sẽ tường. Nói mấy người kia chưa có làm được, chưa làm nổi, chưa khắc phục, mình đang tập. Cái gì đâu mà khó dữ, nói nhiều khi tôi cũng không chịu mấy chuyện đó nữa. Tôi nói không chịu là nói với ông Thánh, ông Phật á. Ông Thánh ông nói nè, nhớ câu là nam nữ nghe, nhớ kỹ tôi dặn, nam nữ bất đồng tịch, bất cộng thực. Là sao? Có nghĩa là không được quyền ăn chung, ngồi chung nữa. Phật cấm cỡ đó, ngày xưa Phật không chịu thâu với nữ đó. Mà A Nan mới năn nỉ đó. Bà Di là mẹ của Thái tử Siddhartha, buộc lòng phải thành lập tăng đoàn với nữ đó. Phật nói rõ vậy, đạo của ta ví dụ như 1000 năm mới hoại mà đưa với nữ vô 500 năm hoại rồi. Vì nam nữ trà trộn, không chung chạ. Biết bao thế hệ rồi, trước mắt tôi hồi năm 70-72 tới giờ, tu sĩ kêu bằng nổi danh đó, lê quay rồi đưa gì sắc hết trơn. Giờ cái đó không nói chi, nó có chồng có vợ sanh nở ra rồi hư hèn, bỏ giới lực không trai giới, rồi con nó sanh quậy quạng, nó làm cái chuyện dâm mô nữa. Thấy không? Thấy tồi tệ thêm không? Mới cái ngăn cấm là, cái đó là cái lợi ích cho mình, mình chưa tránh được là quý. Tôi mới đơn cử ra, thứ nhất là tín đồ Đức Thầy là ai? Chú Cao Á Hấn, nó bực cũng như Dương Giả vậy đó, giàu nhất nhì Bến Tre. Mà sau khi làm thư ký cho Đức Thầy đó, tuổi đời chú khoảng 20 mấy tuổi, 21-22 tôi biết nè. Lúc nọ tôi 10 tuổi, không lẽ tôi không biết. Là Đức Ông kêu quả cô Năm cũng như công chúa đó, ổng từ nan đó. Ổng đâu hứa hầu, tôi tu chí quyết giải thoát. Cuộc đời tôi không có cấu tạo vợ con được. Nhiều cái bực nữa, đơn cử là chú Kiệt nè, 80 tuổi nè, chú Bảy Ưỡn nè, cũng 80-81, sống cuộc đời là đơn lẻ độc thân đó, trong sạch đến ngày cuối cùng. Chú Hai Như Xanh, chú Sáu Duyên, nó nhiều người tôi đơn cử rồi, đâu phải là khơ dân đó, là cái hoàng thầy đã chấm rồi đó, nhất định là đạt thành hết rồi đó. Ráng cố gắng mà nương bước theo những cái bậc đó. Nhiều ông Hai khuyên nữa đó, thấy không? Lúc gặp thầy là ông đó 18 tuổi ông kể đó, là thầy giả ra hai cô nữ là ông tránh né đôi lại gần. Thế nên cuộc đời ông tu được viên mãn công hạnh đó. Mà ông đức độ siêu đẳng lắm, là ông cuộc đời ông xuất gia rồi là ông dốt, nhưng mà ông nhờ công hạnh tu tập cho nên ông trước mắt đó, có ghi mẫu chuyện là ông ra ngoài ở Hòn Củ Tròn ấy, là ở đó là 61 nhà sư có kể ghi lại đó, là vô cái động đó không vô được, không ai ở lâu được trơn, bị hai con quỷ nhăn nanh nó hiện hình là ghê gớm lắm. Mà mấy vị đó tu thiền, thằng tử không có long thần hộ pháp trợ. Bây giờ Hiền Huynh đi vô đó ngồi được 1 tiếng đồng hồ, tôi khen. Ông ngồi 1 đêm luôn đó. Khi sáng ngày ra rồi ông mới kể, lúc tôi bước vô đó trời mưa rút rách, hai mẹ con nữ nhăn nanh ra gì nè, nanh gần cả gan, mặt mày xanh gì rùng rợn, nó kêu khóc rên la. Thì và quỷ con mới kêu nói không được, quỷ mẹ trả lời là ở đó có long thần hộ pháp, kêu bằng gìn giữ một nhà tu đang ngồi đó, ngồi tĩnh niệm đó. Ông mới nghe đó, nói chuyện nghe được. Ông Hai nói thôi hiền nào ở đó cứ vô đi, cho phép đó, được phép rồi mới vô, là long thần hộ pháp ta cho vô, các vị đó là hộ trì cái người tu chân chính. Vô thì ông Hai ông khuyên niệm Phật, niệm cứ niệm đi, niệm cho tôi tập niệm, niệm riết cái cô quỷ mẹ niệm được. Ban đầu còn lập dập, sau niệm riết cái rụng mấy cái nanh ở trên mặt mày đẹp đẽ trở lại hơn hồi trước, đẹp hơn cực kỳ á. Thì mới kêu người con niệm không được, cho nên ông Hai nói trắng trợn là tôi hàng phục được có mấy nhà sư quỳ bái luôn á, phải vừa không? Dạ, vậy là cuối ông Sáu dành những lời cho bà con gán tu mới kịp gặp thầy như thế nào ông Sáu?
Thầy nói trong giảng nhiều đâu đó. Ráng nghe lời dạy của thầy để chừng đến dịp kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại quá xa nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Kỳ này sợ mình trễ dữ lắm. Nếu để trễ trì e chẳng kịp, khuya sớm gắn chuyên cần dục thúc, mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sinh còn có lập thân hội này. Trễ một phút, con thân sĩ nói khốn nghèo một phút, bóng âm dương dùng dục bay qua, nạn tai chết chóc xảy ra, chiến tranh giặc giả khó mà nhớ tu. Đâu phải dễ. Nói, dần chưa tới, việc tới rồi, hồn dở mặt tan đó. Nói nhiều cái mình phải tin vào chỗ đó, quỷ thần còn phải tất kinh dí hồn đó. Chứ đừng nói hạn mình phàm phu này. Khủng khiếp đó. Thầy kể sơ thôi, luận sơ sơ thôi, cho biết nói về cái giặc giả cơ quyền sau này. Mình chịu đựng không nổi, thương mới tánh sống đời khó sống. Dạ, rồi cảm ơn Sáu nhiều hen. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật.